Quý vị và các bạn, nếu các bạn thích sự khám phá và thích có những bức hình đẹp để có thể lưu giữ kỷ niệm thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ bật mí đến một địa điểm sẽ làm các bạn không thất vọng. Nào chúng ta hãy cùng đến với vườn quốc gia núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận. Nơi đây được cho là một môi trường sinh thái rất lý tưởng và có giá trị về nhiều mặt đối với cuộc sống con người. Có diện tích tự nhiên hơn 20.000 ha với 600 loại thực vật và 201 loài động vật. Trong đó có rất nhiều động vật quý hiếm. Vườn quốc gia Núi Chúa trở thành một trong những khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng của Ninh Thuận nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài hệ động thực vật phong phú, địa hình khá đặc biệt đã mang lại cho núi Chúa những nét đẹp kỳ vĩ ở nhiều góc độ. Vườn quốc gia Núi Chúa có hồ treo trên núi đá vách có khá là độc đáo, có đường kính khoảng 80m. Hồ nước này được ví như là một hòn non bộ tự nhiên khổng lồ ở núi Chúa với rất nhiều những vỉa đá nhấp nhô chìm nổi ven hồ. Không chỉ có hồ treo, nơi đây còn có nhiều con suối lớn như là Lồ Ô, Đông Nha, quanh năm không cạn nước dù vào mùa khô. Và còn nhiều thác nước hùng vĩ ngày đêm tuôn đổ làm cho vườn quốc gia núi Chúa thêm nét thơ mộng rất tuyệt vời. Chắc chắn đây sẽ là một địa điểm hứa hẹn đầy hấp dẫn cho du khách đến thăm.